Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 7 2022. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 19. Những đức đọc ba đoạn này của chư tổ sư, mỗi người chúng ta nghe càng tăng thêm tín tâm niệm Phật và rất thích niệm Phật, quý vị. Thần chú thật đơn giản và chân thật. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật chính là mật. Sáu chữ hồng danh này y theo phạn văn chưa phiên dịch một chữ, nên sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật là thần chú rất đơn giản và chân thật. Niệm Phật bằng với việc tụng hết thảy kinh, chọn bộ kinh Đại Bát Nhã cô đọng lại chính là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Lại còn nói thêm rằng tam tạng 12 bộ kinh gói gọn trong câu Nam Mô A Di Đà Phật. Vì thế niệm Phật liền bằng với tụng hết tam tạng kinh điển. Niệm Phật không thể nghĩ bàn. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật đã là thiền, là mật rồi, lại còn tổng quát hết tam tạng kinh điển, nên pháp môn niệm Phật thật không thể nghĩ bàn. Đây toàn là những văn tự mà của chư tổ sư để lại đó, quý vị. Đúc kết cả đời niệm Phật của các ngài, và các ngài xem kinh giáo, các ngài thông hiểu, cô đọng lại những văn tự này để lại cho chúng ta. Vì sao à, chư tổ sư còn có thể dạy thêm nữa? Tại vì chúng ta không tính, căn tính nhiều quá. Mọi người thích cách này cách nọ cũng là Phật pháp thôi. Các ngài là bậc thông tông thông giáo đều là Phật pháp, nên những cái thời cuộc đó có những người hỏi, người ta có thể tu đạt được một phần nào lợi ích lớn lắm, thì các ngài trả lời. Vì sao Đại Lão Hòa Thượng ngài Thích Minh Thông ngài nói rằng bây giờ ai hỏi tôi về kinh giáo này kia đồ thì tôi nói tôi dốt rồi. Nếu ai hỏi tôi về niệm Phật, về pháp môn tịnh độ thì tôi trả lời. Mà thời cuộc trước nữa thì chư tổ sư, nếu quý vị đến hỏi các ngài trả lời hết. Vì sao? Vì căn tính của những thời trước nữa thì có khi người ta không phải tu tịnh độ nhưng người ta cũng được lợi ích nữa. Tại căn tính người ta nó đặc biệt hơn bây giờ. Còn bây giờ thì nên dạy người ta niệm một câu Phật hiệu. Tại bây giờ chúng ta không bị như người xưa, quý vị phải nhớ. Hiểu được những nguyên lý này rồi thì quý vị phải biết rằng một câu Phật hiệu này đối với người tu tịnh độ chúng ta là rất đầy đủ. Nếu thật sự muốn một đời giải thoát thì một câu Phật hiệu này đầy đủ. Còn đối với người muốn học thêm thì chưa đầy đủ.
đối với người muốn thêm thì chưa đầy đủ thì cứ thêm. Còn nếu như quý vị thật sự thấy rằng một câu Phật hiệu này là đầy đủ thì là đầy đủ. Bây giờ quý vị cứ để ý một câu Phật hiệu này vì sao gọi là không thể nghĩ bàn, đại thù thắng. Bây giờ quý vị coi cái thời cuộc bây giờ đi. Sáng mở mắt ra, nếu như kêu quý vị dụng một thời công phu mà rề rà thì vốn nổi. Nếu quý vị ngồi đó đọc trì chú đồ này nọ đồ, ngồi thiền thì vì ngủ gà ngủ gặt chịu không nổi. Mấy người theo vì được đây. Cả niệm Phật lễ Phật mà quá dài thì chịu cũng không nổi và không có thời gian. Nên những đứa đưa ra cái thời khóa công phu tiếng đồng hồ vì nhìn ra được cái thời cuộc. Thêm tu quá gọn, ai cũng tu được. Gia đình người thân ngồi xuống cùng tu được hết. Tại vì coi một câu Phật hiệu này, quý vị có thể dọn đồ ra buôn bán. Vừa dọn đồ cũng có thể Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật. Hoặc là đeo cái máy niệm Phật nhỏ gì để bên cạnh xuyên suốt. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không khi còn tại thế, Ngài nói câu gì? Mà câu này Ngài cũng nói lại lời của Tổ sư. Tụng kinh không bằng trì chú, trì chú không bằng niệm Phật. Vì sao có cái gì không bằng? Tiện lợi mà không bằng. Kinh giáo nhiều, thời gian của người ta bây giờ không có nên khó. Chú ít, có thể tiện được chút nên dễ hơn kinh. Có vật hiệu càng dễ hơn nữa, tiện lợi dễ tu, dễ thành tựu nên gọi là thù thắng nhất. Nguyên lý này chúng ta phải nắm được quý vị à. Quý vị phải nhớ rằng có tâm vì chúng sanh thì mọi việc làm lợi cho chúng sanh đều tốt hết. Quý vị đem cái phương pháp gì quý vị hướng dẫn, có cái tâm vì chúng sanh, một số chúng sanh có duyên thì nó đều tốt hết. Nhưng vì sao nói khuyên người niệm Phật là thù thắng nhất? Vì pháp này mà chúng sanh nào tiếp nhận chân thật, cả đời mà dụng công tu thì đời này thành tựu là chắc chắn. Nên gọi là pháp đại thù thắng. Mà Đức Thích Ca Mâu Ni, Thế Tôn của chúng ta chỉ điểm thờ mạt pháp, niệm Phật thành tựu. Chỗ này quan trọng này, rất quan trọng, để ý nha. Nên một người niệm Phật thật sự muốn cầu sanh cực lạc thì quý vị hãy gầy dựng tín nguyện cho thật là kiên cố, niệm câu Phật hiệu này. Dù cho gặp sự trở ngại trùng trùng vẫn niệm Phật tới cùng, không có tâm sợ chết, không có tâm sợ mất mát gì hết. Cứ thật thà nhiệt tình niệm Phật, niệm niệm gì chúng sanh. Quý vị nhớ, nếu như đời này chúng ta niệm Phật có thể thành tựu thì thừa nguyện trở lại vì dạy môn gì nó cũng đặc biệt thù thắng hết. Quý vị không còn bị thối chuyển. Hôm qua những đức nghe một công đoạn khai thị của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài nói về cái việc mà người nghe pháp hiểu nhầm. Bây giờ tôi đi đến địa phương này, tôi đang tán thán kinh Vô Lượng Thọ cho người sanh tín tâm để niệm Phật. Thì người ta vừa nghe như vậy thì gặp những người người ta chuyên niệm Phật, nói bây giờ phải tụng kinh Vô Lượng Thọ thêm. Đúng là họ nghe họ không hiểu. Người ta đã tín nguyện niệm Phật rồi thì để cho những Bồ Tát này, như Đức nói là nguyên văn của Ngài nói đó, để cho những Bồ Tát này chuyên niệm Phật đi. Người ta đã tín nguyện rồi thì khỏi tụng kinh gì cũng đầy đủ rồi. Thì một câu Phật hiệu là vô cùng viên mãn, cứ để cho người ta niệm Phật. Còn người chưa có tín nguyện gì, nghe kinh
để sanh tín tâm tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Rồi tôi đi đến địa phương nào tôi giảng thuyết, tôi nói về học đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp đạo. Vì cái nhân duyên chỗ đó tôi dạy như vậy, thì tự nhiên người ta đang niệm Phật hay đang tụng kinh Vô Lượng Thọ, cái tự nhiên ô phải cắm ba cái gốc này, cái nhào vô cắm ba cái gốc đó. Rồi tôi đến một cái nơi gọi là phù hợp dạy về văn hóa truyền thống, thì tôi nêu lên chỗ này vô cùng thù thắng, thì tự nhiên ta bỏ những cái kia, người ta chạy theo chỗ này, ta làm chỗ này. Người ta nghe tôi dạy hai chữ buông xuống thì họ lại đem của cải vật chất họ buông hết trơn, không làm việc gì hết luôn. Cuối cùng không có cơm ăn thì nói bây giờ con buông xuống con đói. Họ hiểu nhầm lời nói của tôi. Buông xuống đây là buông xuống cái tình chấp từ tâm, buông xuống cái ngã chấp, buông xuống cái buồn phiền, buông xuống những cái thứ mà chỉ biết mình không biết ai cả. Buông xuống cái tâm không biết thông cảm cho người. Tôi kêu buông xuống là buông những thứ đó. Còn những việc thiện, việc tốt, đủ duyên thì chân thật mà làm. Chứ đâu phải tôi kêu đá đổ hoàn cảnh, đá đổ gia đình. Mà họ nghe họ hiểu nhầm. Đây là công đoạn, có một công đoạn Đại Lão Hòa Thượng nêu rõ ràng như vậy. Như vậy thì bây giờ chúng ta đã nghe được như vậy, bị cô động lại cái chỗ học tập. Thí dụ như mười mấy năm nay những đứa gặp tịnh độ là những đứa cắm rễ ngay chỗ câu Phật hiệu luôn. Quý vị biết rằng có rất nhiều người rủ những đức tổ chức những chương trình như là rửa chân cha mẹ đồ này kia đâu. Rất nhiều người rủ những đức gì thấy cái hội chúng chùa mình đông quá. Những đức nó thôi, ở đây chuyên niệm Phật, cứ duy trì như vậy đi. Hướng dẫn cho người ta áp dụng vô cuộc sống đơn giản được. Quý vị làm được việc cứ làm. Mọi người có nhân duyên. Thì những đức luôn luôn duy trì cái việc niệm Phật tới cùng. Thì những đức thấy rõ ràng đây là cái gốc quý vị phải cắm. Thí dụ giờ quý vị niệm Phật, hướng dẫn người niệm Phật phải cắm cái gốc này cho chắc. Từ khi mình đi đến địa phương nào mình thấy dân cư nơi đó chưa có thể tiếp nhận liền, thì mình mở rộng câu Phật hiểu ra một chút. Nói về nhân sinh sống mình mới đưa ngay chỗ câu Phật hiểu. Thì tự nhiên trong đó nó có, cũng có đệ tử quy, hay thập thiện nghiệp đạo, hay cảm ứng thiên, hay nền văn hóa truyền thống như thế nào. Thế vì cô động lại, nhưng mình phải làm sao gầy dựng được cái chỗ niệm Phật đến chí, vậy biết không? Nếu đời này không giảng sanh thì chúng ta trôi lăn trong lục đạo. Nếu mà để mất thời gian quá mà không được tín nguyện niệm Phật giảng sanh thì chúng ta trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Mà chúng ta khi nhập thai là bị mê, khi kết ấm liền nói chứ. Nên cái chỗ gầy dựng tín nguyện niệm Phật là việc cực kỳ quan trọng. Chỗ này là quan trọng. Nên Đại Lão Hòa Thượng ngài nói rằng tự nhiên tôi nêu cái chỗ nào lên cái là họ chạy theo, chạy theo. Thì quý vị thấy rõ ràng không? Cái việc mà mở rộng nó không đơn giản chút nào. Việc mở rộng không đơn giản chút nào. Không phải là những cái điều đó là xấu, nhưng ngài nói, dạy mình là học làm sao cho nó từng tự đàng hoàng. Nhưng mà học từng tự thì thật sự mà nói cũng không đơn giản chút nào. Nếu như thật sự muốn cầu giải thoát thì nên học chuyên. Còn những người nào người ta chuyên ngành về cái chuyện, ta làm về cái chuyện đó thì thôi để người ta chuyên đi. Còn mình, nếu mình thật sự mình muốn niệm Phật cầu sanh cực lạc thì mình cứ chuyên chỗ này đi quý vị. Mình chuyên mình làm cái chỗ này cho nhiệt tình hết lòng thì là nó có kết quả lớn dữ lắm. Còn quý vị nghe cái gì quý vị cũng nhào vô, cũng muốn làm, thua.
Thí dụ như bây giờ những đứa cô động lại cái lớp đệ tử quy của mình, các cháu nhỏ, cha mẹ các cháu cũng chưa có niệm Phật lễ Phật gì nhiều, nhưng mà những đức hướng dẫn gia đình, hướng dẫn xác thực trong gia đình, rồi cho niệm Phật, rồi lễ Phật chút thì được. Đây là những đức gieo cái thiện duyên để đem Phật pháp giới thiệu cho họ, rồi chỉ gia đình các cháu lớp đệ tử quy thờ Phật trong nhà, nói gần vào cuộc sống nhân sinh cho họ tu học. Nhưng mà cái gốc niệm Phật cầu sanh cực lạc những đức cấm rất là chắc. Chỗ này những đức bổ túc rất là mạnh luôn, những cái việc kia là kết số nhân duyên thôi. Nhưng nói đệ tử quy chứ vô trong lớp đệ tử quy đều niệm Phật không à? Thế vì coi phải là cái lớp học đệ tử quy của chúng ta vô là cái niệm Phật không, đúng không? Còn có những người tự nhiên đã từng hướng dẫn chuyên niệm Phật, rồi từ từ lao qua những cái chương trình khác ấy, không niệm Phật nữa luôn. Nói rằng niệm Phật thì nhiều người người ta không thích, người ta không vừa lòng. Thất bại. Mình phải dạy người ta chứ. Nhập gia tùy tục phải làm sao nó. Người học đạo, học giáo đồ phải làm sao. Mình phải biết tùy thuận chứ. Có Phật hiệu là tốt mà. Có gì đâu mà không tốt, hiểu không? Nên từ nơi đó mà mình không hiểu, nên mình mỗi lần nghe gì cái nhổ cái gốc đi cấm. Nghe cái nhổ cái gốc đi cấm. Đọc sách tu sư cũng Iran luôn. Nghe cái nhổ gốc này cấm. Rồi vài bữa nghe gì cái nhổ gốc đi cấm chỗ khác, cái cấm hoài. Cấm dưới cây chết queo luôn. Mắt vương hướng chết luôn. Không bằng mày cấm một cái chỗ rõ ràng. Cấm một điểm rồi tưới tẩm. Đem những văn tự hay tưới tẩm vào cái gốc này. Thí dụ như giờ quý vị chuyên niệm Phật, duy trì tín nguyện cực kỳ cao, tất cả những văn tự khác hay là như nước để tưới vào cái gốc A Di Đà Phật, phát triển cành lá hoa quả, thì đây là đúng là đặc biệt thù thắng. Còn cái này niệm Phật mà nhổ luôn cái gốc đi cấm, ba cái gốc kia đi cấm, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên đi cấm, Đệ Tử Quy đi cấm tùm lum, cuối cùng cái gì mắc phương hướng cái chỗ tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nên những đức nói rằng Đại Lão Hòa Thượng ngày giảng mở rộng vô cùng luôn, rất là mở rộng. Nhưng mình phải xem căn tính mình, mình chọn con đường mình đi, đi con đường nào. Thí dụ như ngày đến địa phương đó, ngày nói bây giờ vì dạy cái môn này cực kỳ quan trọng luôn, những cái lợi ích này lớn, vô cùng lớn, đúng rồi. Giáo dục người mà sao không lợi ích lớn được, đúng không? Nhưng mà quý vị đang làm cái việc lớn nào, quý vị phải biết mình đang làm cái việc lớn gì, mình phải biết cái việc lớn đó là mình đang làm. Cái việc lớn của mình là cái việc lớn cầu giải thoát mới là quan trọng nhất. Thí dụ bây giờ chùa mình lo lắng cho các cụ già trong chùa, mình hết lòng lo lắng, mình phiên lân hết lòng hết dạ. Tất cả các ban bệ nuôi người già, mình đã được nuôi người già là mình chân thật mình thương các cụ hết lòng. Bây giờ quý vị đừng bao giờ suy nghĩ rằng bây giờ tôi nuôi các cụ già là tôi phải đặt cái tâm làm sao mà tôi phải là người quyết định cho các cụ. Quý vị chỉ cần có cái tâm này là sanh phiền não liền. Quý vị chờ xem, quý vị sẽ không tồn tại, chắc chắn luôn. Gọi là mình chưa đủ phước duyên mà mình muốn áp đặt là mình thất bại liền, nói chứ. Người trên người ta đủ phước duyên hoàn toàn, nói nghe. Nhưng mình là người lo cho người ta chung chung ngang ngang, như con lo cho cha mẹ thì nhiệt tình hết lòng, được quyền khuyên lên cha mẹ, tự khéo léo điều chỉnh. Từ cái tâm thương yêu đó mà từ từ người ta nghe lời mình. Còn nếu như quý vị mới làm, quý vị có tâm áp đặt này kia đồ, không được này không được kia, họ chỉ cần không vừa lòng không thích mình, nó gây ra quán thù. Khi nó gây ra quán thù rồi, nó chết cái là làm quan gia đi theo mình. Quán thù mà quý vị, mình phải phân tách tỉ mỉ cho các cụ nghe, có cụ hiểu hay không. Thí dụ như giờ họ ngồi đây, họ quyết định họ phải ngồi đây niệm Phật thì được, mình cho họ ngồi. Còn từ khi họ ngồi đây mà họ quậy te tua chứ, thì mình mời người trên nói chuyện với họ, hoặc mình năn nỉ, mình nói cho họ nghe. Cái tâm của mình nó phát tâm Bồ Tát ra, tâm Đại Từ Đại Bi.
Quý vị phải nhớ đừng có cái tâm cầu toàn quá cao nha quý vị. Đối với một con người mà cầu toàn quá thì sẽ sanh phiền não lắm. Nhưng mà mình cũng đừng nên quá bê tha và tệ lậu. Không nên. Nên cái người học đạo quan trọng là chúng ta có thể nhìn mình được chút. Nên mới nói có hiểu thì mới có thương. Hiểu là hiểu được mình cũng còn sai thì mới thông cảm cho người. Chứ đâu phải mình thương yêu người, mình giúp đỡ người, mình thông cảm cho người mà mình không hướng dẫn người nhiệt tình thì mình cũng không làm hết trách nhiệm. Mình làm hết trách nhiệm. Còn cái chuyện giảng sanh là bản thân của họ, hiểu không? Cái chuyện giảng sanh là bản thân của họ, chứ không phải mình là người đưa họ về cực lạc đâu quý vị à. Phật Bồ Tát cũng là khuyên thôi, tổ sư cũng là khuyên thôi, dạy thôi. Nên mới nói là tự đúc đúc mà đi là gì đó. Khuyên dạy thôi. Còn cái chỗ thành tựu là do bản thân họ muốn thành tựu hay không. Phải nhớ. Còn thí dụ như bây giờ người già yếu mình hộ niệm cho người ta, mình sợ người ta dính mắt người thân này kia. Quý vị coi người đó muốn dính mắt người thân không? Và người thân có dính mắt hay không? Nếu hai bên này mà dính mắt thì quý vị cứ cho họ dính mắt đi. Tại vì sao? Mình đã khuyên rồi mà họ gần chết mà họ dính mắt người thân. Người này cũng dính mắt luôn. Vậy là nghiệp duyên của họ. Mình có hộ niệm không? Có. Cứ hộ niệm. Chư Phật Bồ Tát độ chúng sanh vô lượng kiếp. Phàm phu chúng ta thì muốn độ một đời. Được không quý vị? Tự chuốc phiền não và tạo thêm nghiệp quan gia. Càng tu học rồi mình mới càng hiểu. Được quyền khuôn, được quyền hướng dẫn. Nhưng đừng bao giờ đặt vấn đề người ta phải thành tựu đời này. Chuyện đó là chuyện của người ta, mình phiên. Chứ đâu phải mình đưa người ta đi về cực lạc được. Nguyên lý này phải hiểu. Gieo được nhiêu thì gieo. Như người thân, những đức cũng vậy thôi. Họ đến chùa gieo được nhiêu thì gieo. Họ về tu, không tu kệ họ chứ. Còn riêng mình phải tu. Tại mình hiểu, mình cố gắng mình làm. Mỗi ngày ăn cơm mà làm việc này thôi thì cố gắng thôi, hiểu không? Nguyên lý là như vậy. Nên mong tất cả hàng Phật tử khắp nơi nơi đi hộ niệm cho người. Đừng bao giờ cái chuyện người này yếu gần mắt rồi không được cho uống nước, hay là không được cho người thân chăm sóc. Coi chừng quý vị tạo nghiệp quan gia. Họ sân si, họ khó chịu là trở ngại. Họ muốn uống nước cho uống nước đi. Họ muốn người thân họ chăm sóc thì cứ để người thân họ chăm sóc. Mình phải giải thích cho họ nghe. Bây giờ chân thật niệm Phật cầu sanh cực lạc đi. Ở đây có ban bệ chăm sóc giùm cho được không? Họ nói không. Tôi muốn người thân tôi chăm sóc tôi. Được, vậy cứ chăm sóc. Người thân cứ chăm sóc, nhưng mà cũng phải niệm Phật để cầu sanh cực lạc ha. Họ nói à, thì được ấy. Còn bây giờ vì không cho người thân họ chăm sóc, họ buồn ý, họ trách quý vị. Họ không niệm Phật. Giữa mình với họ trở thành quan gia, họ không niệm Phật thì cũng không được giảng sanh luôn. Đúng không? Phải nhận thức chứ quý vị. Phải nhận thức chứ. Đó. Nên cởi mở ra. Nên công đoạn này Nhà Đức nói chuyện có thêm một đoạn ngắn 12 phút 5 giây của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, khai thị một chút nữa để mỗi người chúng ta nghe, để mình cởi mở ra, để mỗi một con người chúng ta khi niệm Phật là chuyên niệm Phật đủ rồi, đúng rồi. Còn quý vị là người học cái môn gì thì quý vị cố gắng học đi. Nếu là quý vị chọn con đường đó đi học, chọn con đường đó để dạy. Còn nếu như mình chuyên niệm Phật là quá đủ rồi. Một câu Phật hiệu quá đầy đủ quý vị. Một câu Phật hiệu quá đầy đủ. Cởi mở tâm tư nhiều. Nên những cô mà nuôi các cụ già đều cũng khỏe. Còn nếu như mình đặt vấn đề các cụ này kia nọ là coi chừng mình sanh phiền não.
Mình cứ chân thật mình nuôi đi là đại công đại đức à. Chứ chưa độ mình sao độ người. Chư Phật Như Lai toàn là thành tựu được là nhờ các ngài tu phước tu duyên ngay chỗ chúng sanh mê hoặc điên đảo mà ra. Còn mình thì mình quên mất tiêu mình là phàm phu hả quý vị? Quên mất tiêu mình là phàm phu hả? Mình cầu toàn cái chừng mình quên mất tiêu mình là phàm phu nghe. Mình cũng chưa toàn sao mà cầu toàn về người khác được. Bây giờ tới tuổi già mới vô chùa tu bao nhiêu cái nghiệp nặng nề, thì mình học Phật mình được nuôi người là quý rồi. Mà họ cũng có thiện duyên họ niệm Phật. Chúng ta nhiều đời nhiều kiếp cũng là những người niệm Phật, nhưng do gì chúng ta bỏ cuộc, do gì học giữa chừng thay đổi tùm lum, nên chúng ta tiếp tục cứ ở trong lục đạo luân hồi này hoài không ra được. Thì cứ học hoài thôi, chừng nào đời nào quý vị học chuyên nhất, tín nguyện kiên cố niệm Phật thì thành công. Chừng nào mình chuyên nhất thì mình thành công thôi quý vị. Nhớ. Nên mỗi một người chúng ta phải nhận thức được cái việc làm của mình. Những đức mong cái đoạn chia sẻ này, mỗi một vị trí chùa nuôi người già nên mở cái tâm mình ra nuôi con người thì nhiệt tình đi quý vị. Dạy thì nhiệt tình đi, còn cái nhân quả họ tạo tự chịu. Mình không nên dính vào nhân quả của họ làm gì. Mình dạy hết lòng hết dạ, chỉ cần họ ở trong chùa đừng có quậy quọ làm phiền người ta thôi. Tại vì một cái tổ chức thì nó có sự sắp xếp. Trước mặt mình bằng mặt mà không bằng lòng gì kể họ, chỉ cần họ niệm Phật đừng có làm phiền ai, đừng có quậy quọ ai thôi. Chùa chuyên tu gì đừng có đem cái này kia vô phổ biến tùm lum thôi, vậy là được rồi. Còn bản thân của chúng ta chọn con đường của mình thì gắng, cố gắng mà chọn. Nếu như mình thấy cái cõi đời này quá khổ mà mình muốn đời này mình phải về cực lạc thì mình cố gắng đi. Cố gắng. Còn nếu như mình chưa muốn về cực lạc thì tùy chúng ta. Đúng không? Còn mình nuôi thì nhiệt tình nuôi đi, đừng có đặt vấn đề chi cho bản thân mình cũng nặng nề. Đừng có nhìn các cụ già cái này kia cái nọ nhiều quá. Mình dọn dẹp thì mình cứ dọn dẹp. Họ bày ra một chút thì mình cứ chăng thật dọn dẹp. Thì nói rằng chư Phật Như Lai thành tựu là ngay chúng sanh mê hoặc điên đảo mà. Một đời này ngắn ngủi lắm quý vị à. Nên biết thương mình thì mình thành tựu đi, thì cái cơ hội độ sanh vô lượng kiếp. Còn đời này mình không thành tựu thì mình với họ cũng là xây vòng vòng trong lục đạo luân hồi nay thuận mai nghịch hoài, có được gì đâu. Thấy không? Nên nghe được những công đoạn này rồi, mỗi người chúng ta nên nhận thức để mình lo cho các cụ, tâm trạng mình cũng nhẹ nhàng niệm Phật tu hành được. Làm sao mà tâm trạng nhẹ nhất là được rồi. Làm việc mà thoải mái, vui vẻ, an lạc, chỉ cần vậy là được rồi. Còn những gì có trở ngại thì cố gắng sở ra. Cái cõi này nó không có gì nó thuận hết cho mình đâu. Chúng ta hiểu được nguyên lý này rồi, bản thân mình thuận với cái tâm đó là được rồi. Đừng có cái tâm quán hẳn là được rồi. Duy trì có Phật hiệu chân thật mà niệm, vì mình biết được có Phật hiệu quá thù thắng. Rảnh lúc nào thì các cụ cứ cầm máy bấm số, bấm số niệm Phật. Cứ ngồi ở đâu các cụ cứ niệm Phật, người ta cũng không đến nói chuyện nhiều với các cụ. Cầm cái máy cứ ai với Đà Phật, ai với Đà Phật rồi bấm, ai với Đà Phật rồi bấm, cái chân thật mà làm đi. Nhiệt tình làm đi, nó thù thắng vậy lắm. Mỗi ngày mình nhắc suốt như vậy luôn thì giống như mồi lửa hoài, vì cuộc đời vô thường nó đến bây giờ. Nhất là các cụ già không cố gắng biết lo cho mình thì thôi chịu chứ sao vậy.
mình đã lo hết lòng, công đức viên mãn. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho hàng Phật tử khắp nơi nơi và người trong chùa, ai cũng là người tín nguyện niệm Phật đối với câu Phật hiệu tới cùng, chân thật niệm Phật, gầy dựng tín nguyện kiên cố, được cái duyên trong ngôi Tam Bảo, cố gắng niệm Phật. Con cái lâu lâu vô thăm, đừng có mầm móng gì hết, cứ chân thật niệm Phật. Khi cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Bất thiện thính chính là có một số người nghe lời chỉ nghe có một nửa, sau đó rồi cắt câu lấy nghĩa, không thể lý giải ý nghĩa của điều được nói một cách hoàn chỉnh và chính xác, gây ra hiểu lầm, thậm chí tạo thành hành vi sai lệch. Thí dụ như có người vừa mới nghe là phải buông bỏ vạn duyên thì liền đem toàn bộ tài sản trong nhà đi bố thí hết, khiến cho cuộc sống của chính mình và người nhà không còn chỗ dựa, tạo thành một vấn đề của gia đình, thậm chí còn diễn biến thành vấn đề của xã hội. Trên thực tế, trong lúc giảng kinh, chúng tôi đã nói qua nhiều lần, buông xuống là buông xuống ở trong tâm, còn trên mặt sự thì phải chiếu theo pháp thế gian mà làm, chứ không phải bảo các bạn là không cần làm gì cả. Đây là hiểu lầm rất lớn. Phật pháp ở thế gian bất hoại thế gian pháp. Vì thế, về mặt sự thì không thể buông xuống. Hết thảy những trách nhiệm và nghĩa vụ trong thế gian, chúng ta phải chăm chỉ làm cho thật tốt, nhưng trong tâm thì nhất định không thể nhiễm trước. Tâm phải thanh tịnh, không nhiễm mấy bụi, như vậy mới đúng. Ấn Quang Đại Sư, Ngài khai thị cho các đồng học Tịnh Tông phải tận hết trách nhiệm bổn phận, ngăn ngừa điều quấy, giữ lòng thành kính, tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Như vậy thì thế pháp và Phật pháp mới viên dung mọi mặt, mới phù hợp với tinh thần trung đạo của Phật pháp Đại Thừa. Còn như chúng tôi tán thán Lão Hòa Thượng Hải Hiền, Lão Hòa Thượng không biết chữ, cả đời một bộ kinh cũng chưa từng đọc qua, chưa từng nghe qua một bộ kinh, chỉ nhất môn thâm nhập một câu Phật hiệu, niệm 92 năm, làm ra tấm gương tốt cho các đệ tử trong nhà Phật xem, khiến mọi người tăng trưởng tín tâm, kiên định nguyện tâm giảng sanh tịnh độ giống như Ngài. Có một số người nghe lời này thì cắt câu lấy nghĩa, học theo Lão Hòa Thượng Hải Hiền, không biết chữ, không đọc kinh, không nghe kinh, còn phê bình người đọc kinh, nghe kinh là không đúng. Đây chính là không thiện thính, không nghe hiểu được ý nghĩa của người giảng kinh. Điều cần học thì không học được, ngược lại còn sanh ra kiến giải sai lầm, vô cùng đáng tiếc. Có một số người thì ngược lại, nghe chúng tôi xưng tán kinh Vô Lượng Thọ thù thắng như thế nào, có thể khiến người sanh khởi tín nguyện hạnh kiên định, xong rồi họ chấp trước kinh Vô Lượng Thọ, cho rằng chỉ niệm A Di Đà Phật thôi thì không thể giảng sanh, nhất định phải đọc kinh Vô Lượng Thọ mới có thể giảng sanh, còn lôi kéo những lão Bồ Tát đang chuyên tâm niệm Phật về đọc kinh Vô Lượng Thọ, khiến tín tâm niệm Phật của họ bị dao động, phải vất vả khổ sở đi đọc kinh Vô Lượng Thọ thì mới được. Đây quả thật là đoạn pháp thân huệ mạng của người khác rồi. Trong lúc giảng kinh, chúng tôi nhiều lần nói, những người nào không đủ lòng tin thì phải đọc kinh. Nếu như bạn là người đã sanh khởi tín tâm rồi,
có thể không đọc kinh. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng là đủ rồi. Hiện tại họ lại làm ngược lại, đem những người có lòng tin đối với kinh, hiện tại đang chuyên tâm niệm Phật, kéo trở lại đi đọc kinh. Đây thật là điên đảo. Chúng sanh vốn có căn tánh không như nhau. Có người thích nghe kinh, có người thích đọc kinh, có người thích lại Phật, có người thích niệm Phật, không thể gộp chung lại làm một được. Cổ đức có nói, thà động nước ngàn sông, chứ không động tâm người tu đạo. Nếu như bạn làm dao động tính tâm của người chuyên tâm tu hành, thì tội này cực lớn rồi. Nếu như những vị lớn tuổi này không giảng sanh được, thì món nợ này sẽ được ghi lại để tính sổ với những người này. Còn có người nghe là công đức trợ niệm cho người rất lớn, liền khiến người bệnh nặng ra chỗ sáng trợ niệm ngày đêm, không cho người bệnh thời gian an tĩnh để nghỉ ngơi. Không có thời gian ngủ nghỉ, sẽ không có tinh thần tốt để niệm Phật. Nếu bị mất ngủ trong thời gian dài, tinh thần thậm chí sẽ bị vấn đề. Đây là thí dụ cho việc dùng tâm tốt mà làm việc xấu. Có người nghe là lúc trợ niệm không thể xúc chạm đến người chết, thậm chí đã cấm người nhà không phục vụ cho người bệnh nặng này, không cho họ để người bệnh uống nước, không cho họ giúp người nhà đại tiểu tiện, vân vân. Đây cũng là những hiểu lầm nghiêm trọng rồi. Không cho xúc chạm là chỉ sau khi người bệnh tắt hơi. Hiện tại người bệnh vẫn chưa tắt hơi mà vẫn có nhu cầu uống nước, đại tiểu tiện. Chỉ vì bạn bắt đầu trợ niệm, không cho họ giúp đỡ người bệnh rồi. Việc làm như vậy là ngược đãi bệnh nhân rồi. Những nhu cầu về mặt thân thể của họ không được đáp ứng, càng sẽ khiến họ càng đau khổ, khiến cho họ không thể chuyên tâm niệm Phật rồi. Cho nên những người trợ niệm này đã vô tình chướng ngại họ rồi, không phải là đang giúp họ. Có người nghe tôi nói là tôi cả đời này không nhận đồ đệ. Những người có pháp danh là Chữ Ngộ đều là do hàng quán trưởng thâu nhận. Họ liền nói những người có pháp danh là Chữ Ngộ này không phải là người xuất gia. Đây là cố ý bẻ cong sự thật. Ý của tôi là tôi không muốn thâu nhận đồ đệ, mà thuận theo ý của hàng quán trưởng mới thế độ cho họ. Họ đều trải qua nghi thức thế độ chính thức, cũng chính thức thọ Tam Đàn đại giới. Sao bạn lại có thể nói họ không phải là người xuất gia chứ? Nói như vậy là tạo khẩu nghiệp rồi. Những kiến giải sai lầm phía trên luôn luôn là vì bạn đã không thiện thính, đã không lý giải chính xác ý nghĩa của người giảng kinh, hoặc là nghe kinh không đủ, chỉ nghe một phần rồi phiến diện khái quát mà ra. Bất thiện tư. Có người từng hỏi tôi một câu: nếu như hết thảy đều là không, vì sao lại còn cần học văn hóa truyền thống chứ? Tôi hỏi ngược lại họ một câu: nếu hết thảy đều là không, thì vì sao bạn vẫn cần phải ăn cơm? Đây chính là cái lỗi điển hình của việc chấp lý bỏ sự. Chấp trước vào lý luận, rồi phủ định sự tướng. Hết thảy đều là không. Đây là cảnh giới chân đế, là cảnh giới của thánh nhân. Hiện tại bạn vẫn là phàm phu, vẫn chưa đạt được tới cảnh giới đó, thì làm sao có thể phủ định sự tướng được chứ? Bạn chỉ biết một chút lý luận thì không có ích gì rồi. Bạn không ăn cơm thì vẫn đói bụng. Bạn không học văn hóa truyền thống thì vẫn không hiểu sự lý, là ngu si hồ đồ rồi. Có người nghe tôi nói ba nền tảng rất quan trọng, liền lập tức bắt đầu học ba nền tảng này. Ngày hôm sau nghe nói văn tự học cũng rất quan trọng, họ liền chuyển sang học văn tự học. Rồi lại nghe nói quần thư trị yếu rất quan trọng, liền chuyển sang học quần thư trị yếu.
một môn vẫn chưa học tốt, thì đã chuyển sang học môn kế tiếp. Đây là kiến giải sai lầm. Mỗi một người phải lựa chọn một môn phù hợp với mình, trường thời huân tu, không thể cứ thay đổi như vậy. Đương nhiên, nếu như bạn học có thứ tự, thì học ba nền tảng cho vững đi, rồi hãy học văn tự học. Học văn tự học xong rồi mới học vườn thư trì yếu. Như vậy mới đúng. Cho nên, phải phân biệt rõ đạo lý, tư duy chính xác, thì mới tu học chính xác được. Cảm ứng với Phật Bồ Tát là có thật, thần thông cũng là có thật, nhưng người học Phật không thể chấp trước vào cảm ứng và thần thông. Hãy chấp trước thì sai rồi, là lệch lạc rồi. Nếu như có người luôn bàn về những điều huyền diệu, về cảm ứng và thần thông của họ, nhưng lời họ nói ra thậm chí còn trái ngược với giáo lý, như vậy thì không thể tin được rồi. Ấn Văn Đại Sư nói, việc lên đồng đa số là do tác dụng của linh quỷ, giả mạo danh nghĩa của Phật Bồ Tát, kỳ thật không phải là Bồ Tát. Việc nhập vào thân cũng như vậy, thậm chí còn có ma quỷ đến nhập thân, cho nên người học Phật, đối với họ, phải cung kính nhưng không gần. Trong tứ y pháp có câu, y pháp bất y nhân, chúng ta học Phật không thể mê bụi, sùng bái một cá nhân nào. Nhất định phải dùng lý trí, phải lấy giáo lý mà làm chuẩn. Tôi đã từng nói, bản thân tôi là phàm phu. Ngay cả sơ quả tu Đà Hoàn, tôi cũng chưa đạt được, cho nên không được mê muội sùng bái tôi. Tôi cũng đã từng khen ngợi một số người, đó là vì họ có chỗ đáng khen. Tôi chỉ tán thán phần ưu điểm đó của họ, chứ không phải là ấn chứng cho họ. Tôi chưa từng ấn chứng cho người nào, cho nên mọi người phải dùng lý trí mà đối đãi với những người tôi đã từng tán thán. Không thể cho là tất cả về họ đều là đúng. Nếu như họ luôn lợi dụng những lời tôi tán thán để nâng cao giá trị của chính mình, vậy thì bạn phải hết sức cẩn thận. Có thể là họ đã quá xem trọng danh văn lợi dưỡng rồi. Người chân thật học Phật, người chân thật học văn hóa truyền thống đều rất khiêm tốn. Sao có thể luôn lợi dụng lời khen của người khác làm cái mác quảng cáo cho chính mình chứ? Từ đây có thể thấy những người như vậy là có vấn đề rồi.